cơn bão đổ bộ đã gây mưa to tại các tỉnh thành miền Trung. Đường sắt Bắc Nam qua huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng. Nhiều nhà dân thì bị ngập sâu trong nước. Thông tin cụ thể sẽ có trong cụm tin ngay sau đây. Do ảnh hưởng cơn bão số 6, chiều tối ngày 27 tháng 10, tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua đoạn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị tê liệt. Do nước lũ dâng cao, xô đẩy toàn bộ hệ thống đường sắt ở đây chật ra khỏi tuyến, làm hư hại khoảng 1,3 km đường sắt. Đặc biệt tại vị trí số 588 600 có nhiều đoạn hư hại nghiêm trọng, có đoạn dài hơn 100 m. Để khắc phục sự cố này, ngành đường sắt huy động trên 100 công nhân và máy móc thiết bị để sửa chữa, và theo dự tính, đường sắt thì đoạn này sẽ được thông tuyến đường sắt Bắc Nam vào ngày 28 tháng 10. Tại huyện Lệ Thủy, nơi được xem là rốn lũ tỉnh Quảng Bình, là địa phương có số nhà ngập nhiều nhất với 10.636 nhà. Huyện Quảng Ninh hơn 4.000 nhà và thành phố Đồng Hới 370 nhà bị ngập sâu trong nước lũ. Ngoài ra, nước lũ cũng khiến 374 hecta hoa màu, rau màu bị ngập nước, thiệt hại 100 hecta diện tích nuôi cá, lúa, nuôi hồ mặt nước. Để ứng phó với ngập lụt, chính quyền các địa phương đã di dời hơn 150 hộ dân với gần 600 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện tại tỉnh Quảng Bình, nhiều ngầm tràn tại quốc lộ 9B, quốc lộ 9C, quốc lộ 15 bị ngập sâu. Một số điểm ngập cục bộ khiến các phương tiện không thể lưu thông. Các đơn vị đã cắt cử lực lượng trực gác cảnh báo không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, vùng biển thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh biển động dữ dội, đã phá hỏng hàng trăm mét kè biển tại khu nhà hàng kinh doanh đặc sản Mực Nhảy Vũng Áng. Thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 300 mét kè chắn sóng, đảm bảo an toàn cho 20 hộ kinh doanh Mực Nhảy Vũng Áng ở thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh đã bị sóng đánh sạt lở hư hỏng nặng. Ngoài ra, nhiều lồng bè chứa hải sản và hệ thống cầu thang lên xuống của các nhà nổi đã bị sóng phá hỏng hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Nằm trên hướng di chuyển của bão số 6 nên nhiều địa bàn của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế chịu tác động nghiêm trọng, gây ra nhiều thiệt hại. Đến sáng nay thì địa phương đang huy động tổng lực các lực lượng khắc phục hậu quả mà cơn bão gây ra. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam tại vùng tâm bão Lăng Cô. Đã chẳng chống nhà cửa khá kỹ nhưng bà Hương không thể ngờ sức tàn phá của cơn bão này. Trong chốc lát, nhà hàng rộng gần 500m2 bị tốc mái hoàn toàn, hầu hết đồ đạc hư hỏng. Thì gió nó đùa tới mạnh nhưng chung mình trở tay cũng không kịp, cũng là ấy. Tại vì trong nhà thì cũng không có ai hết. Nói chung là mình thiệt hại rất là nhiều luôn. Khu vực này là ở đây là khu vực là nhà hàng của chị là bị thiệt hại nhiều nhất. Tại Lăng Cô có 48 nhà tốc mái từ 70 đến 100%, 2 nhà tốc mái từ 50 đến 70%, 95 nhà tốc mái từ 30 đến 50%, 24 nhà tốc mái dưới 30%, các quán ven biển sập đổ hơn 70%, 10 gian hàng phố đi bộ Nguyễn Văn sập hoàn toàn. Địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng dọn dẹp cây ngã đổ, thông các tuyến đường trên địa bàn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ đi kiểm tra hiện trạng và đi nhìn cả cái thiệt hại của người dân do cơn bão số 6 gây ra. Và chúng tôi nội dung này chúng tôi sẽ báo cáo về huyện. Còn cái trước mắt thì để động viên bà con thầy đưa đến nơi trú ẩn an toàn trong khi cái hoàn lưu bão số 6 có thể gây ra. Sau khi bão số 6 đã tan thì đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng như là công an, dân quân tham gia giúp dân khắc phục hậu quả và cũng như là thông các tuyến đường quốc lộ 1A, các đường liên thôn liên xã để cho các phương tiện kịp thời lưu thông. Tại Thừa Thiên Huế đã nắng ráo nhưng nguy cơ ngập lụt ở ven biển và sạt lở khu vực miền núi vẫn còn. Ngoài việc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tỉnh cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, huy động lực lượng giúp dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Hiện nay thì lượng mưa ở khu vực miền núi Quảng Nam đã giảm, hàng nghìn người dân sơ tán trong cơn bão số 6 đã trở về nhà. Tuy nhiên là ở các huyện vùng cao đang tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt hoặc là lũ quét nên chính quyền phải bố trí chỗ ở tạm thời, đồng thời bảo đảm cung ấm, cung ứng nhu yếu phẩm để ổn định đời sống cho bà con. Khi bão Trà My sắp vào đất liền, trên đồi cao gần làng Nà Nổ, xã Phúc Gia, huyện Phúc Sơn xuất hiện vết nứt, các hộ đồng bào Ca Dong phải rời làng đi lánh nạn. Nhà chị Đoàn có 6 người, trong đó 4 trẻ em, chỉ kịp mang theo áo quần và đồ dùng cần thiết. Bị sạt lở đất. Đến chính quyền địa phương kịp thời di dời bọn em ra ở đây. Chính quyền địa phương hỗ trợ sữa này, nước lọc này với lại mì tôm. Nhà nước quan tâm thì mình cứ đi theo thôi, bảo vệ bản thân mình cho an toàn thì thôi. Còn ăn uống là tôi nhà nước lo. Nơi 163 người dân tránh sạt lở là trường tiểu học gần làng. Nhà trường dành 4 phòng cho bà con ở tạm. Đồ ăn, nước uống được chính quyền chu cấp đầy đủ. Tại các thôn làng, dân quân tự vệ trông coi tài sản cho nhân dân.
Hôm qua là anh em nó di dời một số dân, là kể cả một số hộ không có phương tiện, anh em tập trung vô vận chuyển và lương thực thực phẩm cũng cung cấp cung ứng kịp thời để cho bà con có được cái việc mà ngồi để sơ tán trong ngày hôm nay, đó là cái việc mà ổn định. 2 tháng qua, các huyện miền núi Quảng Nam đã di rời 7 ngôi làng với hàng nghìn đồng bào đến nơi ở tạm hoặc xen ghép. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp dân cư, xóa nhà tạm để bà con miền núi ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, để người dân thoát cảnh chạy bão thì còn rất nhiều việc phải làm. Do địa hình địa vật ở nơi đây nó còn khó khăn, chính vì thế cho nên cái việc sắp xếp dân cư mà theo cái mong muốn của chúng ta thì nó vẫn còn nhiều cái khiếm khuyết ở chỗ này. Thì tôi thấy đây là vấn đề lớn, một cái bài toán có thể nói là rất là khó khăn cho Quảng Nam trong cái việc sắp xếp dân cư, một cách căn cơ ổn định về lâu dài cho người dân ở miền núi, đây là vấn đề lớn mà Quảng Nam tiếp tục cần phải làm tiếp trong thời gian này. Tiếp tục chương trình với các tin tức đáng chú ý khác. Hơn 1.000 người dân mang hộ khẩu Quảng Nam nhưng sống trên đất Kon Tum đang khổ sở trăm bề, mong muốn sớm xử lý dứt điểm vướng mắc địa giới hành chính giữa hai địa phương. Nhiều nước trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự khắc nghiệt và bất thường của thời tiết. Đến vướng mắc địa giới hành chính giữa Quảng Nam và Kon Tum mà truyền hình Quốc hội Việt Nam đã nhiều lần phản ánh. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với hai địa phương xem xét đảm bảo đời sống cho nhân dân. Đây là con đường độc đạo từ trung tâm xã vào thôn 3 xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nơi đang vướng mắc địa giới hành chính với huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Những ngày mưa lũ, người dân đi bộ gần 2 ngày mới ra trung tâm xã. Hiểm nguy rình rập, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đang tranh chấp, đường xã rất khó khăn, trường học cũng không có. Đó. Cho nên rất khó khăn cho bà con kinh tế. Mỗi lần bà con đau ốm phải đi bộ một nửa đường tới xã mà có xe đi. Rất là khó khăn cho bà con. Người dân thì của Nam Trà My, nhưng mà theo 364 thì đất của Kon Tum. Do đó mà nó cũng rất là khó trong cái việc đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. Thôn Ba cô lập với bên ngoài và được ví như làng 50 vì điện, đường, trường, trạm và sóng viễn thông chưa đầu tư. Người dân sống tự cung tự cấp, 80% thuộc diện nghèo. Giữa hai tỉnh là đất đang tranh chấp. Từ năm 98 về đây là dân không ổn, nói chung là cuộc sống dân là phức tạp, sản xuất là không đảm bảo. Mới đây, nhà hảo tâm làm cầu treo, trường học cho dân, nhưng huyện Kon Plong đình chỉ vì đây là đất của Kon Tum. Một cái điều trăn trở nhất hiện nay đó là do cái việc trồng lấn địa giới hành chính này, cho nên cái việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là tranh thủ có cái nguồn đầu tư vào đây là vô cùng khó khăn. Bởi vì nếu đầu tư mà xây dựng trường học, xây dựng trạm y tế, xây dựng các công trình công cộng đó thì chính quyền địa phương ở cái nơi đây người ta không cho xây dựng. Hơn 33 năm qua, hai địa phương đã nhiều lần làm việc, nhưng vướng mắc vẫn chưa được giải quyết. Hơn 1.000 đồng bào Xê Đăng mang hộ khẩu Quảng Nam, nhưng sống nhờ trên đất Kon Tum, nên khổ sở trăm bề.